Rồi xin mến chào anh chị, rất vui được gặp lại anh chị trong cái clip tiếp theo của mình hôm nay. Cảm ơn anh chị đã dành ít thời gian vào xem cái clip của mình, cũng như những anh chị nào đã đăng ký kênh để dõi xem những cái clip mình chia sẻ lên. Cảm ơn rất là nhiều. Đấy thì đó thì chuẩn bị bò vừa nha. Thì mình đang trên đường đi xuống này. Đó, thẳng cái chỗ đẹp đẹp này. Đấy, ngay chỗ kia đó là trại bò đấy, ngay chỗ của cầu sắt của thị trấn là hai đó. Thì mình cập nhật cái lô bò ngày hôm nay tiếp theo, đó là ngày 4 tháng 2 nha, tức ngày 23 tháng chạp đó. Thì mình sẽ quay cảnh bò xuống xe cũng như mình chia sẻ giá cụ thể từng con luôn. Đó, bao giá từng con để quý bà con tham khảo. Thì quý bà con xem qua clip thì thích thì liên hệ với trại bò là hai nha. Đó, liên hệ với chủ trại. Đấy, thì giờ thì mời anh chị dõi xem cái nội dung của cái clip của mình nhé. Bò nằm ngay dưới chân cầu sắt nha. Đấy thì bò giờ như thế nào thì mình quay cụ thể. Đấy, bò giờ có ít lắm. Nói gì không nên nhắc. Còn bông này đẹp nha. Rồi, đấy thì 6 con nha, có 2 con bà lai, chỉ là 4 con bà bơ. Thì dạng bà bơ này là con nào cũng đẹp nha. Con nào cũng đẹp thì có ít cho nên là mình báo giá cụ thể từng con luôn và mình quay rõ ràng nối độ chiều cao cũng như cái tầm độ tháng của nó đấy để quý bà con tham khảo. Đó, mình quay qua rồi mình nối cụ thể giá từng con luôn. Đấy. Đó. Quay rất chậm nha. Đó, có con bông đây rất đẹp nha. Rồi hai con bà lai cũng đẹp lắm. Đấy. Rồi mình báo giá từ ngoài báo vô nha. Đó, trước tiên thì con bà bơ ngồi cùng đây. Đó, con bà bơ ngồi cùng đây là nó hơi pha muối tiêu nha. Mông đố nha, mông đẻ lắm. Mông có muối luôn. Mà nó sợ xuống nha, sợ xuống. Đó, là nó, con này là cái mông ở sau to rồi cái dai ở trước nó còn hở nha. Dai trước còn lớn lắm. Đó, con này là 30 triệu nha. Đấy, con này thì nó rơi vào tầm 8 đến 9 tháng nha. Đấy, nó dao động cỡ đấy. Đó, thì nó trên 1m1, xém 1m2, chứ chưa có đúng 1m2 nha. Đó, mình nói dao động, dài cực kỳ luôn. Đó, quay xe xe để anh chị hình dung, chân rất bự nha. Đấy, chân to lắm. Đấy, dạng như nó đắng muối vậy. Con này là nó muối, đã lắm. Đó, rõ nét. Đấy, chân bự nha. Nè, cái mông của nó anh quay cho bạn anh chị xem. Đấy, mông đẻ lắm, kiểu như con này nó chiều ngang nó nở rồi mà cái mông nó đổ ra sau nữa, cái mông nó đó. Đấy, mặt mũi đẹp nha, mặt đấy đó, con nó 30 nha. Rồi tiếp hai con này ăn cặp luôn nha, nó cùng lứa với nhau luôn, dài đòn dài chung to. Đấy, mông này lưng cũng rất là nở, nhìn bánh bò này dài đòn lắm nha, mông đẻ lắm. Thì cặp này là con nào cũng 29 hết đó, anh em nào muốn bắt nguyên cặp đây luôn. Đấy, cặp đây là 29 nha. Đấy, xém 1m2 nha. Đấy,
Đấy, mông này, mông đẻ lắm. Lưng, đó, mình quay lưng luôn. Chèn như không phải là nó ở sau nó bành rồi, chuốt nó lép nha, nó cong hết nha. Đấy, dài thừa lắm nha. Giờ coi như bán 19 triệu rồi, ông chó mày lên 200 ngàn đó mất. Kiếm mấy trăm ngàn. Chừng. Có giờ đưa bán được ta bán liền vậy ta đã nói chuyện mày đâu. Đấy, cặp đây là 29. Giữ là dứt khoát luôn như đâu nói như nậu thôi. Đó, mong tè. Cặp này nghe giá luôn. Bò đẹp nha. Đấy, bò đẹp. Đòn dài lắm. Đó, mình quay cái đòn nó. Đó, đòn rất dài nha. Rồi, tiếp con này. Con này à, nhỏ hơn một tí, nhưng mà rất đẹp. Đó, con này nó tầm khoảng cỡ 7 tháng nha. Đấy, trên 1m hết nha. Đấy. Nhìn phơ lắm. Nè, đẻ lắm. Đó, đẹp cực kỳ. Bông len len dưới bụng, nhìn bò này, trước mặt cũng có bông luôn nha. Đấy, chân cẳng quay xe để anh chị hình dung hết bò. Đó, con này thì 28 triệu nha. Đấy, lưng. Đấy, con 28 triệu. Rồi, cặp bò lai đi. Đấy, thì con là con nào cũng 19 rưỡi hết nha. Đấy. Đó, quay chiều ngang. Đấy, đẹp. Đấy, mông ở sau. Lưng. Đấy, con nào cũng 19 rưỡi luôn đó. Anh em nào muốn bắt con nào cũng được. Đấy, chân cẳng. Đó, quay rất chậm để anh em tham khảo. Đó. Đó, mình quay xe xe đấy, bò thì mình quay thực tế không có zoom lớn bò vậy nha. Đó, thì mình nói chiều cao giữ lợi cái độ túi của nó rồi đó. Thì cặp này nó rơi vào tầm khoảng cỡ 7 đến 8 tháng nha, như bánh bò lai đây. Đấy. Đấy. Đó, thì nhắc lại cặp đây là con nào cũng 19 rưỡi nha. Đó, anh em nào muốn bắt, rồi con đây là 28. Đấy, con bông đẹp nè. Đó, 28. Rồi, cặp đây đó, cặp đây là 29 nha. Đấy, cặp đây 29. Rồi, con quay 30. Đó, mình báo giá cụ thể rồi đó. Thì hôm nay đó thì mình quay qua rồi đó. Thì bò đẹp nha. Thì tiền nào của nấy. Thì mình đã nói giá cụ thể rồi đó. Thì cảm ơn anh chị đã dõi xem clip của mình. Thì đây là chạy bò của La Hai đó. Thì hôm nay đó là ngày 4 tháng 2 nha. Thì cảm ơn anh chị đã dõi xem clip của mình. Cũng như chủ trại gửi lời cảm ơn những quý khách gần xa đã đến trại để mua bò. Rồi mình kết thúc cái clip tại đây. Hẹn clip kế tiếp.